Thank you bên nhạc, và xin cảm ơn tất cả các thành viên trong ban nhạc đã làm nên một cái ca khúc vừa rồi nó thực sự là rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, đây là một phần hết sức ngẫu hứng mà Dương Thuận cùng với tất cả ban nhạc đã feeling ở trên này, cháy hết mình, và chắc chắn rằng là rất xứng đáng để nhận từ phía quý vị một tràng tay lớn nữa không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay sau đây chắc chắn là chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được mời sự quay trở lại của nam ca sĩ Lê Dũng. Xin được nhiều sân khấu để cho Dương Thuận ạ. Và một lần nữa xin được cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất nhiều đã dành cho ca khúc Khi Người Đàn Ông Khóc của Lê Dũng cùng với Dương Thuận. Và rất vui khi mà ngày hôm nay Dương Thuận được có mặt tại đây tại một mini show hết sức là quan trọng và ý nghĩa trong cuộc đời của anh Lê Dũng. Và thực sự là Dương Thuận thì cũng đã được lắng nghe những tâm sự của anh Lê Dũng trong buổi tối ngày hôm nay. Thực sự là anh rất lo lắng khi mà thời tiết của chúng ta như quý vị cũng đã thấy rất là lạnh và thậm chí là còn mưa nữa. Thế nhưng sự có mặt của quý vị ở tại đây ngày hôm nay đã mang lại sự ấm áp cho mini show Lời Tự Sự. Và trước tiên có lẽ là cho phép Dương Thuận được gửi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất với tất cả sự có mặt của quý vị đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Một tràng có thể lớn cho chính tất cả chúng ta có được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay sau đây thì có lẽ sẽ là một món quà để xin được phép đồng hành cùng với mini show của anh Lê Dũng. Sẽ là một ca khúc nhạc ngoại đến từ nam ca sĩ nhạc sĩ John Lennon. Ca khúc được mang tên All of Me. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe. Xin luôn cái thằng lái xe cho nó 500.000 đúng không anh trước. Và chú bị nháy nặng lên chuyển sang bên chỗ bên đấy người nhà. Quý vị thân mến, có lẽ cho phép Dương Thuận được thay đổi không khí chút xíu thôi bằng một cái sáng tác của nhạc sĩ Miu Amazing và Rem. Ca khúc này thì sẽ thay đổi không khí chúng ta một chút xíu với một cái âm nhạc nó tươi vui hơn. Sẽ là một ca khúc được mang tên Thích Em Hơi Nhiều. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe. Đam mê nhiệt huyết rồi. Khổ lắm, nó thuộc vào cái dòng đam mê rồi. Và với ca khúc này thì Dương Thuận một lần nghe những tràng pháo tay của quý vị đúng không ạ? Quý vị hãy cùng nhau vỗ tay nhịp nhàng đi học cùng với Sơn Hơk được không ạ? Sigma. Hey. Hey. Vỗ tay nào. Vỗ tay hả? Vỗ tay nào. Yeah, yeah, yeah. Chuyện xa hơn thôi để tính sau, vườn nhau thôi không đúng đâu, dân chơi đi chơi là phải chung, còn anh thì muốn chậm thôi không cần quá liều. Anh chưa muốn đâm đầu vậy đâu, anh chưa thiết tha nghĩ tới chuyện sau này. Ô ba mẹ chờ mong em biết không, họ muốn có cháu vào chỉ cần ngồi với em chút thôi được không? Chưa muốn phiêu, dù thích em hơi nhiều. Say 1, 2, 3, alo. Baby anh đang ok, anh ngồi sofa ở tới duy tật ngay cách cu ok. Với mấy thằng bạn nó rủ xe qua nhà thằng Minh Khai không thật. Cơ mà tối nay có hẹn với em nên anh bảo tao đi sinh nhật thế nhá. Anh đã bối rối khi nghĩ về ai, công việc sang giờ nên anh phải chia ông hiếu làm hai. Nhiều nên anh phải nói sao nó vừa tai. Tại vì boss bằng the time nào trong tâm trí anh mất thời gian nhá. Yeah, 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 yeah. Và có lẽ sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với từng thành viên trong ban nhạc với những phần solo của mỗi người. đến tên của các thành viên trong ban nhạc. Thì quý vị hãy dành những tràng thật lớn để ủng hộ cho ban nhạc nhé. Quý vị sẵn sàng chưa ạ? Ok nhá. Như đầu tiên này, siêu tràng thật lớn cho Kimo. Hey. Và xin cảm ơn tất cả các thành viên trong ban nhạc đã làm nên một cái ca khúc vừa rồi nó thực sự là rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, đây là một phần hết sức ngẫu hứng mà Dương Thuận cùng với tất cả ban nhạc đã feeling ở trên này, cháy hết mình, và chắc chắn rằng là rất xứng đáng để nhận từ phía quý vị một tràng lớn nữa không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay sau đây chắc chắn là chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời sự quay trở lại của nam ca sĩ Lê Dũng.